Trong movie Coral01 Real X Time, Commodore Eden đã đánh bại hoàn toàn Hidden Aruto và cướp lấy Zero-2 Roraiki, sử dụng sức mạnh liên kết với Zia, tạo ra một chiếc Roraiki hoàn toàn mới dẫn đường tới địa ngục cũng như cánh cửa phá hủy toàn bộ thế giới Hell Rising Hopper. Sau khi đến lễ đường và chuẩn bị kích hoạt chiếc Roraiki, Aruto đã liều mình đoạt lấy nó, sử dụng sức mạnh của Hell Rising Roraiki, một chiếc Roraiki không tạo ra dành cho con người. Khi con người sử dụng, những tổn hại lên anh là cực kỳ kinh khủng vì đây là sản phẩm được tạo ra dành cho những cơ thể nano. Sử dụng sức mạnh không dành cho con người lên cơ thể của anh cùng với Zero One Driver trở thành Hell Rising Hopper. Địa ngục ư? Hay là thiên đường? Chả còn lại gì quan trọng cả. Hình dạng này mô phỏng hình dạng Asao Shining Hopper với tông màu đen cùng những viền đỏ thể hiện sự tuyệt vọng, những đường nét sấm sét đỏ trải dài khắp cơ thể của Zero One. Hell Rising cũng có khả năng như Eden là hồi phục cực kỳ cao. Hell, địa ngục, sức mạnh cũng như sự điên loạn của nó ở một tầm cao hoàn toàn khác. Không giống như ác tâm từ Earth, Hell Rising Hopper là sự điên loạn tột độ, sự phẫn uất cũng như sức mạnh bóng tối tràn ngập khắp người của Aruto. Anh lao vào tấn công điên cuồng Eden, áp đảo hoàn toàn hắn. Những cú đấm uy lực kinh hồn từ Hell Rising. Những đòn tấn công của Hell Rising là một dạng tích tụ năng lượng và trực chờ giải phóng. Sau khi nguồn năng lượng này đã đủ đầy, anh phát nổ nó và gây một lượng sát thương cực kỳ lớn lên cơ thể của Eden. Đây là dạng tấn công toàn bộ cơ thể nên hạn chế rất nhiều khả năng hồi phục của Eden. Đòn tất sát của Hell Rising Hopper, Hell Rising Impact, Zero One tích tụ năng lượng và nắm đấm của mình giáng một đòn cực kỳ mạnh. Đòn này chuẩn bị giáng vào người Eden, nó bị ngăn cản bởi Coral02 từ Izu. Với cơ thể và sức mạnh của Zero2 mà cũng bị thương ít nhiều trước đòn final thác này. Không có quá nhiều thể hiện về tốc độ hay là công nghệ, nhưng nó thể hiện sự kinh hoàng từ địa ngục, sức mạnh của sự thảm khốc như những tiếng gào thét được sản sinh ra từ chính chiếc Roraiki đến từ địa ngục. Sau trận chiến, Hell Rising Roraiki cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.